hòa chung khí thế tương bừng phấn khởi của ngành giáo dục cả nước. Sáng ngày 18 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện Hội khuyến học huyện, Hội phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường mở đầu là chương trình văn nghệ với các tiết mục hát múa đặc sắc được sàn dựng công phu theo mạch nguồn cảm xúc với chủ đề ca người đảng quang vinh, bác hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, thầy cô giáo và mái trường mến yêu. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 và vui mừng, tự hào biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh đã đạt được trong năm học qua kế thừa truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Trong thời gian qua, trường Trung học phổ thông Vũ Quang đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn như thao giảng giờ dạy tốt, sinh hoạt chuyên môn liên trường, hoạt động trải nghiệm STEM, cuộc thi rung chuông vàng, văn nghệ, thể dục thể thao, thiết kế bản tin, vân vân. Qua đó đã tạo được thi đua sôi nổi giữa tổ chuyên môn nhà trường, các chi đoàn học sinh, cùng lập thành tích hướng tới chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tiêu biểu như chi đoàn 10A2, 11A4, 11A1, vân vân. Cũng tại buổi lễ, Trường Trung học Phổ thông Vũ Quang đã khen thưởng cho các thầy giáo, cô giáo, các tập thể chi đoàn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 không chỉ là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh sự học, tôn vinh những người đã và đang đóng góp công sức trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp trong người, mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục, ghi nhận những cống hiến đóng góp của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đây cũng là dịp để các thế hệ học trò trường trung học phổ thông vũ quang bày tỏ tình cảm kính trọng lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy giáo cô giáo những người trèo đò thầm lặng trên dòng sông tri thức